Phép tính thì đây có phép cộng nè, phép trừ nè, phép nhân, nhân, nhân. Thì phép tính mình làm gì trước? Nhân chi trước, cộng trừ sau. Nhưng mình nhìn coi, những cái nhân này có chung cái gì không? Có. Chung cái gì? 13, 15. Hai phần? Hai phần 15. 15. Mang ra rồi nha, đừng rồi. Có viết lại nghe không? Dạ. Nhân mở ngoặc liền, đọc. 12 phần? 12 phần 13. Cộng? 4 phần 13. Tiếp? 3 phần 13. Trở cái dấu? Trừ 3 phần 13. Phép tính làm trong ngoặc chứ. Thấy cùng gì rồi? 13. Cùng gì? Mẫu số chung. Viết mẫu, lấy tử, cộng tử. Không biết, lấy máy tính bấm. Ra bao nhiêu? 13 phần 13, 13 phần 13, chia hết cho 13 ra mấy? Ra 1. 1, 2 phần 15 nhân 1 ra? 2 phần 15. Viết vô.